Ok, hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Sở Châu Phi. Video hôm nay là mình cho các bạn xem là cái chuồng dê bên này đã hoàn thiện rồi. Hoàn thiện là hoàn thiện phần mái và phần sàn. Còn chia chuồng phòng cho dê nữa thì cái đó là hiện tại là đang còn tiến hành làm nha các bạn. Hôm nay là Matiloi ốm nên Matiloi nghỉ nên là không có ai hàn xì đây cả. Ngày mai là mình sẽ đi thuê một anh thợ hàn về cho anh Tình bày cho anh ấy hàn cái phần chia chia chuồng ấy các bạn cho xong đi. Rồi một vấn đề nữa đó là trời thì sắp mưa rồi và vào cái mùa mưa này thì khi mà mưa xuống ấy là muối với gì nó đi vào dê rất là nhiều nên là mình mua cái tấm lưới này này đây tấm lưới này này để mà răng phía ngoài đỡ khi mà nó tận dụng được là muối nó không vào được này. Đấy, khi mà muối gì nó vào ấy, nó vào phía dưới cả phân ấy các bạn, là nó rất là bẩn và dê nó cũng ốm đau rất là nhiều do muối mà ra. Thì mình sẽ vây kín như này, đây, vây kín như này. Cái này là tấm lưới nha các bạn, chứ không phải là cái bạt. Nó cũng có gió với gì luồn vào, thoải mái luôn. Nhưng mà nó tận dụng được là khi mùa mưa xuống, muối nó sẽ không vào được. Đấy, nó sẽ giảm đi cái xác suất mà dê ốm đau bệnh tật là do muối chích nha các bạn. Đây mình sẽ răng chảy xung quanh luôn, chảy xung quanh luôn. Còn phần dưới này là mình chưa cắt được cái đà này này. Đấy. Ôi xin nào về à mà ra nhá. Để bôi vô có ta baro tia li. Ba vậy, baro tia ta fica for. Giờ cái phần này này, đà này chưa cắt này, là cái này nó vướng, nó chọc ra ấy các bạn. Đấy, như bên này là nó ok này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, còn cái phần này thì khi mà dọn phân cái gì ấy thì mình sẽ bắn lên đấy, bắn lên làm một cái ngoặc như này, bắn lên như này là nó thoải mái rồi. Nhưng mà cái này nó chưa xuống hẳn này, tại vì chưa cắt cái này này, chưa cắt cái này là nó chưa xuống hẳn được dưới phía dưới các bạn. Đấy là phần chuồng bên này thì cũng đã hoàn thiện 100% rồi và dê cũng đang ở phía trong này rồi. Còn về cái chuồng lớn này đây, để cho các bạn để trèo lên cho các bạn tham quan một tí. Đấy các bạn thấy chưa, về cái diện tích chuồng thì cũng bằng bên kia thôi, nhưng mà cái này là nó cao hơn nha các bạn, cao nhìn nó thoáng mát hơn. Tí là mình cũng sẽ vây lưới ở dưới này luôn, tại vì cái dưới này là sau phân nó sẽ đọng lại rất là nhiều này và mưa xuống là muối nó sẽ vào đây. Đấy vào đây mình sẽ căng căng cái lưới đấy, cái tấm lưới đen đen lúc nãy là phía chảy phía dưới này, chống muối vào này, làm ô nhiễm gì ở phía dưới là dê ở trên là nó sẽ đau ốm bệnh tật rất là nhiều về cái muối chích ấy. Ok bây giờ là trèo lên, hiện tại chưa làm được cái cầu thang đi lên nha các bạn. Ui hiện tại là vẫn đang tiếp tục làm chuồng này. Đấy, cửa có luôn nhá, cửa kéo ra kéo vào để cho luồn dê này và cũng như là dê thông qua cửa bên kia chảy ra ngoài kia nhá các bạn. Hiện tại là sàn thì đã hoàn thiện là 80% rồi, nó chỉ thiếu là thiếu mấy cái này này. Đấy, thiếu mấy cái nẹp ở phần dưới này nữa, còn mái với gì là xong hết rồi, 100% rồi. Bây giờ chảy sắt như này này, các bạn thấy chưa? Tách chuồng ra các kiểu. Cái phần này cũng chưa hoàn thiện này, chưa, đang còn thiếu rất là nhiều nẹp, mà chưa có thời gian để đi mua nẹp với các bạn. Đoạn này cái nẹp này nó mục này. Cái này là đợi xong tất cả các phần chuồng này là mình sẽ đi xem kiểm tra nẹp các kiểu và sửa lại nẹp nhé các bạn. Đây rất là thoáng mà mát luôn nha các bạn, mát cực kỳ luôn. Đây phần này là nẹp cái gì chưa cũng chưa cắt này, có lẽ là mình sẽ kiểm tra một lần nữa, nẹp nào chưa ok thì có thể là tháo cái nẹp ấy ra để mà thay cái nẹp khác vào. Như nẹp này thì 1 năm là sẽ thay một lần đấy các bạn ạ. 1 năm là thay một lần đấy, tại vì cái nẹp này nó nhanh mục lắm. Như ở Việt Nam thì mình không biết, nhưng mà bên này là 1 năm là nó mục rồi.
nó mục rồi. Còn mấy cái đà với gì ở dưới là nó chắc, cái nẹp này nó nhỏ. Và khi lúc mua ấy, thì nó sẽ có mục này này đấy, mua là nó là mục rồi, mục mục sẵn rồi này, này. Mối nó ăn này yếu lắm, nên là cái này chắc chắn là sẽ đi kiểm tra một vòng nữa và thay lại các kiểu. Về cái nhà dê này thì nó cũng như bên kia thôi, một chuồng, hai chuồng, ba chuồng, bốn chuồng, mỗi dãy là bốn chuồng. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn và so sánh hai bên thì cái này chắc chắn là to hơn đấy, to hơn, tại vì bây giờ nó ăn được cái chiều cao ấy các bạn, nó thoáng, nó rầu. Như bên kia là nó kiểu thấp quá rồi nó bí lại thôi, nhưng mà thực chất là cái diện tích nó giống nhau hết mà. Đây, cái phần dưới này là nó cũng không chắc chắn lắm này, chắc chắn lắm, tại vì mấy cái nẹp này nó mục rồi. Lúc mua là mình đã nghĩ đầu rồi, người ta bán cái nẹp này là hơi kém chất lượng, nên là chắc sẽ đi chọn một cái lô nẹp nào đấy rồi thì tháo ra thay thay lại cho nó chắc ăn chứ các bạn. Đấy, bên này cũng thế thôi, bốn bốn chuồng. Hiện tại là có hai chuồng nhỏ dành cho dê con và dê mẹ ở hai cái chuồng này. Đây, hai cái chuồng này, dê con và dê mẹ, hai cái chuồng nhỏ này. Còn phía ngoài này 8 con lại là bao nhiêu? 6 chuồng to dành cho dê trưởng thành. Đấy, mình sẽ làm bài bản hơn cái chuồng rồi đợt kia. Dê trưởng thành thì như là sàn như này là ok rồi. Còn dê con với dê mẹ hay là sẽ cái nẹp ấy, cái nẹp mình sẽ đóng nó dày hơn, không phải là xưa như cái dê trưởng thành. Dê trưởng thành thì chân nó to, khi mà dê con nó đẻ ra ấy thì chân nó bé, nó sẽ lọt vào cái khe mà phân này, phân rơi này. Đấy, cái này sửa lại cũng rất là nhiều, tại vì cái nẹp này là nó không chất lượng. Như hôm kia mình mua bên kia là nẹp rất là chất lượng, đợt này nẹp người ta bán chắc là cái lô nẹp này người ta để lâu rồi. Đấy, cũng hoàn thiện đâu đó là 80% rồi. Và số lượng dê thì mình đang hạn chế nhập vào, tại vì đang kiếm một người chuyên về ngành chăm sóc dê và cũng như là quản lý dê ở đây luôn, người Việt Nam. Thì đợt kia mình có đăng lên để bầu chọn đấy các bạn. Đấy, thì mình cũng đã chọn được một người. Đấy, thì hai bên đang làm việc với nhau làm sao mà ký kết được cái hợp đồng ban đầu đưa ra như này và về sau nó vẫn như là như này đấy. Tại vì khi mà một người nào đó đi xa gia đình ra nước ngoài nữa thì nó đánh đổi nhiều thứ đấy. Gió chưa, gió to chưa, chắc là sắp mưa đấy đấy. Đấy, gió kinh khủng chưa. Hiện tại là cái tôn này là nó chưa được hàn hết các bạn này. Đây cái đoạn này thấy chưa, cái phần phía trên này này đấy. Đây, cái phần phía trên này chưa được hàn hết này, nên là mái nó vẫn rung lắc này. Như phần bên này là hàn ok hết rồi này, giằng cái gì nhau ấy các bạn, sao cho nó giằng qua đây rồi hàn kèo nữa là được, thoải mái luôn. Mình giằng như này, quá là chắc chắn luôn, quá là chắc chắn luôn. Đấy, thì quay lại câu chuyện lúc đấy thì đang chọn một người có kinh nghiệm chăm sóc dê và đi chọn dê, dê nào ok thì mình nhập vào trang trại, còn dê nào không ok thì sẽ không mua. Đấy, phải có kinh nghiệm nhé các bạn. Rồi về vấn đề lương, rồi là quản lý dê như nào, rồi ban đầu như nào các kiểu thì đang bàn với nhau đấy, làm sao mà ký kết hợp đồng nó có rõ nguyên tắc đấy, từ đầu đến cuối là như này đấy, từ đầu như này và đến cuối cùng nó cũng sẽ là như này, không thay đổi một chút nào đấy. Nếu mà thay đổi thì phải ký kết hợp đồng lại một lần nữa để điều khoản hai bên đều có lợi như nhau đấy, đó là trong công việc. Còn khi mà xa nhà sang đây rồi thì nó sẽ đánh đổi nhiều thứ đấy,
cái đó thì anh em mình ở đây thì cũng sẽ hỗ trợ những cái người mà mới sang. Video này thì mình quay lại để cho các bạn xem là cái chuồng hôm kia mình làm đã hoàn thiện đến đâu rồi. Thì cũng như lúc nãy mình nói, nó là 80% rồi, chuẩn bị gần xong rồi đấy các bạn. Thôi, đợt này đang ốm các bạn ạ. Ok, đó là những cái lời tâm sự và cũng như là review về cái chuồng mới của Quang Linh Farm này. Mong là làm sao mà nó hoàn thiện được cho nhanh nhanh để cái mùa mưa này vào ấy đỡ phải đi hàn. Khi mà mưa xuống là không làm được nhiều việc về công trình nha các bạn. Đấy, xây gì cũng khó mà ra đất cũng khó, rồi là hàn xì các kiểu. Vì mưa mà, mưa xuống mà nó khó khăn lắm. Mưa xuống thì thuận tiện bên nông nghiệp thôi. Đấy, còn tất cả các những người làm bên công trình thì nó vất vả, tại vì đường xá nó đi không được. Vận chuyển vật tư các kiểu vật liệu nữa nó không vào được, với là xây thì không xây được, đấy, đát cũng không đát được tại vì mưa mà. Ok, 3 ngày đi luôn đa mà anh tình đã hàn được mấy cái chuồng như này là quá đẹp rồi, quá nhanh rồi đấy. Ok, thì video này cũng không có gì nhiều, mình quay và chia sẻ một chút kinh nghiệm và cũng như là về cái kế hoạch sắp tới đấy, về cái trang trại dê này. Các bạn thấy video này hay và nghĩa thì cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Châu Phi để ủng hộ anh em mình nha. Chào các bạn. Thôi đợt này cứ quay cho bạn xem tạm tạm như thế thôi, tại vì mình cũng ốm, mình cũng mới ốm đây, chưa có sức để mà làm được nhiều cái cho các bạn xem thường ngày và cũng như là video dài tập ở đây các bạn. Mệt quá. Chỉ có làm mấy cái video mà quay lại cái gì nó ngắn ngắn một tí về review cái gì mà nó đang dang dở ở trang trại Quang Linh.